Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao và trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn về em Min điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Son Hoa Min có thể gia nhập Manchester United. Mà u chốt xong người thay thế Anthony Martial. Ronaldo chỉ thẳng tân HLV hoàn hảo của MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Son Hoa Min có thể gia nhập Manchester United. Huyền thoại người Hàn Quốc của MU, cựu tiền vệ Park Ji-sung đã tiết lộ hồi tháng 12 năm ngoái rằng Song Heung Min cũng là một fan cứng của đội chủ sân như bao đứa trẻ lớn lên ở xứ sở kim chi khác. Ông cũng tin rằng Song lên tới Ocean Ford thi đấu và nối bước mình tỏa sáng trong mạng áo quy đỏ. Tuy nhiên, là một phát biểu mang tính mời gọi Song Heung Min, nhưng to cho tới thời điểm này, lời nói của Park Ji Sung đang hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện tại, tiền đạo người Hàn đang điều trị chấn thương và chưa thể trở lại thi đấu cho Spurs. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin đã cho biết bà lãnh đạo Tottenham đang có ý định chiêu mộ Adam Choe từ Wolves để thay thế Song Hyun Min. Mặc dù Choe có thể chỉ là biện pháp nhất thời, nhưng không ngoại trừ khả năng Song Hyun Min sẽ cập bến Old trong tương lai nếu như vị trí của chân sút 29 tuổi thực sự bị tuyển thủ Tây Ban Nha đe dọa. Đắc Môn đuổi Hà Lan lấy sao MU. Diego Dalot chỉ còn hợp đồng với MU cho tới mùa hè năm 2023. Trong bối cảnh đó, tờ The Sun cho biết câu lạc bộ Dortmund đang rất quan tâm tới việc chiêu mộ hậu vệ người Bồ Đào Nha. Mặc dù đang là một trong số những cầu thủ chơi lên chân nhất ở quy đỏ dưới thời Rap thế nhưng bản lãnh đạo mà U được cho là sẵn sàng để cầu thủ 22 tuổi ra đi. Tuy nhiên, cái giá được đặt ra là đội chủ sân Old Ford phải được tạo điều kiện để trao đuổi Erling Haaland theo chiều ngược lại. Và đương nhiên, quy đỏ sẽ cắt thêm tiền cho đội bóng vùng Rose. Lóng môn có lý do để đồng ý với điều kiện nói trên bởi gần như chắc chắn đại diện nước Đức không thể giữ chân Hà Lan sau khi mùa giải này khép lại. MU chốt xong người thay thế Anthony Martial. Tờ Ojo của Bồ Đồng nhà đưa tin tiền đạo Luis Diaz của Porto đã lọt vào tầm ngắm của MU. Luis Diaz là cầu thủ được mệnh danh là Rondo của Colombia đang thi đấu rất ấn tượng trong áo Porto. Phong độ xuất sắc giúp anh thu hút sự quan tâm của các đội bóng lớn trong đó có MU. Quy đội hiện có rất nhiều lựa chọn trên hàng công như Rondo, Cavani, Radford, Greenwood, Sancho, Bruno Fernandes. Tuy nhiên, với kế hoạch cắt giảm đội hình, nhiều cầu thủ sẽ trong số đó ra đi. Gần nhất là trường hợp Anthony Martial gia nhập Sevilla theo dạng cho mượn. Vì thế, MU cần bổ sung nhân sự. Rondo chỉ thẳng tân viên hoàn hảo của MU Nguồn tin từ giữa Atlantic cho hay, bốn ứng viên sáng giá đang được nhắm đến cho vị trí huấn luyện viên trưởng của MU, gồm có Mauricio Pochettino, Erik Ten Hag, Julian Lopetegui và Luis Enrique. Trong số những cái tên kể trên, Mauricio Pochettino được xem là ứng viên hàng đầu khi nhà cầm quân người Argentina có kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng tại ngoại hạng Anh và nhận được sự tín nhiệm từ select Dẫu vậy, với cá nhân Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha được cho là muốn mau u bổ nhiệm một cái tên khác không phải Pochettino. Cụ thể, Zemiro cho rằng Rondo muốn huấn Luis Enrique dẫn dắt quy đỏ thay cho Rangnick ở mùa giải mới. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từng có thời gian dẫn dắt Barcelona. Đối đầu với Real Madrid của Rondo trong giai đoạn 2014-2017. Cùng với Barca, huấn luyện Enrique đã giành 10 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có cú ăn bài vĩ đại vào mùa giải 2014 2015 Hơn ai hết, Rondo hiểu được tầm ảnh hưởng cũng như tài năng của huấn Luis Enrique. Chính vì lẽ đó, sao sau người Bồ muốn chiến lược gia 51 tuổi huấn luyện trong mùa giải mới? Ronaldo không hài lòng với hai đồng đội Theo dõi phân tích và đề Harry Maguire và Mason Greenwood là hai cái tên bị Ronaldo tỏ thái độ. Thu quân MU bị phản nàn do vẫn non nớt ở khâu phòng ngự, trong khi Greenwood bị đàn anh yêu cầu rút kinh nghiệm vì pha xử lý cá nhân ở hiệp 1. Trong đợt phản công của MU, Ronaldo đã chọn được vị trí chống chảy, nhưng Greenwood không quan sát thấy đồng đội người Bồ Tiền đạo sinh năm 2001 dứt điểm ngay và bị hàng thủ West Ham ngăn chặn. Pha xử lý này cũng khiến tiền đạo trẻ của MU nhận nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Trước hàng thủ chắc chắn của West Ham, MU đã thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian trận đấu. Quy đỏ phải nhờ đến pha phối hợp giữa bộ ba vào sân thay người, Martian, Cavani và Radford mới có bàn ấn định thắng lợi ở phút thứ bù giờ thứ ba. Thêm chiến thắng quan trọng trước khi ngoại hạng an Anh tạm nghỉ, MU đang tiến từng bước đến mục tiêu đã đề ra con đường vẫn gặp gành và đầy trông khay, nhưng chúng tôi luôn sắt cánh và làm việc chăm chỉ để giúp người hâm mộ được tự hào. Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân. Man United sẽ trở lại vào ngày 5 tháng 2 bằng trận đấu với Middlesbrough ở vòng 4 FA Cup. 4 ngày sau sẽ là trận đấu với Burnley tại vòng 24 ngoại hạng Anh. Hiện tại, quy đo vẫn từng thứ tư khi các đối thủ cạnh tranh gồm Arsenal, Tottenham, West Ham đều ngã ngựa. MU thay đổi sơ đồ để chào đón tân thuyền trưởng. Triều đại của Rangnick khởi đầu với một cuộc khủng hoảng sơ đồ sau khi ông thất bại với hệ thống 4222 và gần 2 tháng sau ngày Rangnick nhậm chức, MU đang hồi sinh nhờ vào đội hình đã giúp họ trên mạch lạc hô hôi mùa hè, đó là 433. Bất kể là ai là người được bổ nhiệm vào ghế huấn luyện trưởng của MU vào những tháng tới thì người đó cũng sẽ nhận nhiệm vụ không chỉ là giúp quy đoàn giành chiến thắng mà phải là giành chiến thắng theo một cách uy lực, chứng kiến MU kiểm soát hoàn toàn thế trận dưới triều đại của son sa u có thống kê ấn tượng trước các đội top đầu mặc dù vẫn có cả những trận thua tan nát nhưng đa phần những chiến thắng oanh liệt đều tới khi son sa để mà u chơi về tâm thế cửa dưới và hướng tới khai thác khỏi sơ họ rất hiếm thấy mà u thống trị trận đấu trước các đội mạnh một điều mà sẽ cần phải diễn ra trong tương lai nếu họ thực sự muốn trở lại với ngôi vương ngoại hạng anh dù vẫn còn nhiều điều sẽ diễn ra trong phần còn lại của mùa giải, nhưng việc thay đổi sang sơ đồ 433 mới đây, thứ được Rangnick miêu tả là một số 6 trụ, hai số 8 và ba cầu thủ tấn công sẽ là một tín hiệu tốt cho huấn luyện trường tiếp theo ở Old Trafford. Thay vì cố chấp với sơ đồ 4222, thứ hẳn nhiên sẽ sớm bị loại bỏ vào mùa hè. Điều cần thiết mà U cần làm là xây dựng nền tảng cho khuôn mẫu chiến thuật trong tương lai. 433 cũng là sơ đồ được áp dụng bởi nhiều câu lạc bộ hàng đầu châu Âu khác. Đáng chú ý, sự thay đổi của Rangnick cũng trùng hợp với thời điểm Eric Ten Hag vừa đưa Ajax tới chiến thắng trước kình địch PSV với sơ đồ 4-3-3. Trong khi Mauricio Pochettino cũng sử dụng chiến thuật tương tự khi PSG giành chiến thắng nhẹ nhàng trước Rim. MU được hy vọng sẽ bổ nhiệm huấn trường mới trước khi mùa giải kết thúc và sự thay đổi đội hình vừa qua của Rangnick chắc chắn sẽ giúp hai ứng viên Pochettino và Ten Hag nhanh chóng bắt kịp khi tới đây. Macaraford tìm thấy động lực từ ghế dự bị. Hai trận liền vào sân thay người, hai trận liền ghi bàn và đó đều là những phân lập công quan trọng với Malacut. Dù vẫn chưa lấy lại phong độ tốt nhất của mình, nhưng dường như Macaraford đang tìm thấy nguồn động lực thi đấu mới từ ghế dự bị. Rashford chỉ bị bỏ rơi sau chuỗi trận 11 trận tịt ngòi cho đến trước phân lập công với lấy Bradford trước đó 2 ngày. Nhưng khi các cơ hội lần lượt trôi qua trước đôi chân và cái đầu của Greenwood, Rondo, Fred và Varane, Oliver Rangnick lại tung Rashford vào sân và giống như chuyến lâm khách của Brentford, tiền đạo 24 tuổi lại ghi bàn. Pha lập công ở phút bù giờ thứ ba ấy đã khiến cảm xúc của các cổ động viên u vỡ oa. Bàn thắng quý như vàng ấy đã giúp quy đỏ có chiến thắng quan trọng trước một đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 4. Còn với riêng Radford, đây cũng mới là lần đầu tiên sau hơn một năm anh ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp tại giải ngoại hạng Anh. Tất nhiên, người vui nhất là Oliver Rangnick. Trong cơn dâng trao cảm xúc, chiến lược gia người Đức đã gọi Radford là một trong những tiền đạo hàng đầu tại Anh. Ông cũng tán dương cậu học trò là có đầy đủ mọi phẩm chất của một tiền đạo hiện tại, từ tốc độ, kỹ thuật, thể hình cho đến thể lực. Nhưng liệu ở trận đấu sắp tới của MU tại Premier League, liệu Rangnick có cho Radford đá chính? Bất chấp đã nổ súng khi vào sân thay người trong hai trận liên tiếp ở giải ngoại hạng Anh, những thống kê cho thấy đây vẫn là một mùa giải đáng quên của Radford. Tính cả hai pha lập công gần nhất, số 10 của Quỷ Đỏ mới ghi được 5 bàn trong 17 trận trên mọi đấu trường mùa này. Đó rõ ràng là một con số đáng thất vọng. Vấn đề của Radford như phân tích của Hervin Rangnick không nằm ở năng lực hay thể lực, mà là sự tự tin. Vì thiếu tự tin, anh đã không còn giữ được những pha xử lý chính xác và quyết đoán. Nhưng những bàn thắng vào lưới Brentford và West Ham có thể sẽ là cú hích về tâm lý cho cầu thủ này. Vì giờ, chắc chắn Radford muốn nếm trải cảm giác tuyệt vời khi ghi bàn, đem về chiến thắng ở những phút bù giờ cho quý đỏ thêm nhiều lần nữa. Và khi sự tự tin trở lại, hy vọng anh cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng ở phần còn lại của mùa giải như là ông Theo Rangnick chỉ hy vọng không phải tiếp tục trên ghế dự bị. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.